Hưng dẫn chúng ta vào trại giam nổi tiếng Khám Chí Hòa, rất là nổi tiếng của Sài Gòn hồi trước đến giờ. Chúng ta đang đứng trước hẻm số 91 của đường Hòa Hưng tại phường 14 quận 10. Hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức cái lẩu bò a khén và bò nướng ngói tại cái đầu con hẻm 91. Đây là cái nồi lẩu bò của quán A Khén tại đường Hòa Hưng quận 10 đây các bạn. Các bạn thấy cô đang vớt những cái đây là cái gì, gọi là cái gì cô ha? Lưỡi bò. Lưỡi bò hả cô? Đây là đuôi bò nè. Đó, đuôi bò các bạn có thể thấy. Cô chủ quán A Khén đang vớt những cái đuôi bò ra. Đây là cái nồi, cái này gọi là nồi nồi súp, nồi lẩu chung cho cả những cái lẩu ở quán A Khén đây. Quán quán mình sao gọi là A Khén cô? Tên chủ A Khén, cái tên A Khén. A Khén là tên ai cô? Của con trai cô. Dạ. A Khén là người Hoa chứ cô hả? Người Tiều. Dạ, người Tiều. Là mình bán được ở đây được 6 năm rồi đây. Cái cô đang sâu vô là cái gì cô? Cái cuốn lưỡi hả cô? Cuốn lưỡi. Dạ. Cái bò nó nhũ. Quán mình bán từ mấy giờ đây? Mấy giờ qua? 4 giờ chiều. Rồi tới mấy giờ con? Tới 11 giờ, 12 giờ. Rồi là tới khuya á, 11 giờ 12 giờ đêm. Khách cũng ngồi tới 1 giờ cũng trời mình ngủ. Dạ. Rồi bữa nào mà hết sớm thì mình dọn luôn. Hết sớm. Dạ. Đường này nó cũng không có khách nhiều. Dạ. Đây là những cái nguyên liệu được cô chủ quán của lẩu bò A Khén tại đường Hòa Hưng nấu trong nồi súp và vớt ra đông đang treo lên phía dưới là sẽ ra nồi súp, bên cạnh sẽ là những cái nguyên liệu cho ngon nhất cho nồi lẩu bò. Là cái gì cô? Dạ? Nạm bò hả cô? Là mình đang ấy để mình bỏ vô nồi súp đây hả cô? Chủ quán bò lẩu bò kém đang rửa sạch những cái thành phần trong cái lẩu bò kém ngon có tiếng tại đường Hòa Hưng quận 10. Cô Nga đang
bỏ những cái thớ nạm rất là to vào trong cái nồi súp của quán lẩu bò A Khén. Nên các bạn có thể thấy là cái nồi lẩu ở đây rất là bổ, được nấu rất là nhiều gia vị ở trong đây. Thì quán sẽ chuẩn bị một cái lẩu hoàn chỉnh cho khách vừa mới vô quán. Để các bạn thấy cái này là gì cô ạ? Củ sen. Đây là gọi là củ sen rồi cô. Dạ. Cô đang làm cái lẩu bao nhiêu tiền ạ? 150. Là lẩu bình thường phải không cô? Dạ. Đây là cái lẩu nướng. Ừ. Mấy cái thành phần cô vừa bỏ vô là cái gì cô? Lưỡi nạm. Lưỡi nạm. Bò viên. Bò viên. Gân. Gân bò. Lá sách. Lá sách của bò. Đây là tại gì nữa con? Bao tử bò. Đây là cái này là gì cô ạ? Phèo. Phèo bò. Còn đây là chú bò. Có cái bò. Đây là cái lẩu thông thường. Và cô đang xách thêm một bộ phần khác nữa. Lá mía. À, lá mía của bò. Cô đang thêm gia vị và rau. Sau đó sẽ là tới nước súp của lẩu bò, được nấu cùng với lại trái hồi, củ cải và rất là nhiều gia vị gia truyền của nhà cô. Đó. À, cái này là cái gì cô ha? Hủ chi. Dạ? Hủ chi. Tàu chi á. Tàu hủ chi hả cô? Hủ chi. Tàu hủ chi à, trong thường hay bỏ trong cái mấy cái lẩu á, đồ chay với lại lẩu dê á không cô? À, sau đó là hành tây sắc mỏng. Thì ăn lẩu bò thì sẽ có thêm củ hành, đầu củ hành cho thêm thơm. Đây là một nồi lẩu bò với lại nấm, được khách đun sôi rồi đang vớt ra để mà ăn. Đây, mấy bạn trẻ đang bỏ rau ở trong cái nồi lẩu. Thường thường là đi kèm với lại lẩu bò, thường thường sẽ là rau cải hoặc là rau mồng tơi hoặc là rau má nè, thì sẽ ăn kèm với lại mì trứng vàng khô hoặc là mì tôm. À, thường thường các bạn trẻ thường hay tới đây và vừa ăn lẩu và vừa live ra với bạn bè lúc. Đây khách đang múc những cái thành phần của bò, lẩu bò vào chén vàng. Khách có thể ăn ăn kèm với lại mì trứng vàng hoặc là mì tôm. Hoặc là tùy cái loại rau khách thích ăn thì sẽ bỏ vào nồi cho chín. Và nước chấm đi kèm lẩu bò đặc trưng là chao. Thank you.
91/2 Hòa Hưng, phường 14 quận 10 đây. Thì tất cả là những cái thực đơn về bún bò. Thì, lẩu nhỏ sẽ là 150 và lẩu lớn sẽ là 200.000. Ở đây thì nổi tiếng về những cái món bò như bò nướng nữa. Bò nướng và lẩu bò. Bò nướng thì có giá từ 80 tới 100.000 thôi, rất là hợp lý. Và còn nhiều cái món như tỉ bò lẩu, ốc bò lẩu đồ, hoặc là lẩu non là rất là nhiều. Các bạn có thể thoải mái vào đây và chọn cho mình những cái món về bò yêu thích. Này là gọi là dĩa gì chị? Đậu hũ trà bông. Đậu hũ trà bông à? Dĩa này là bao nhiêu vậy ạ? 60. 60.000 một dĩa này. Bò nướng tại quán bò A Khén. Rất là ngon. Một dĩa thế này là bao nhiêu tiền chị? 80.000 ạ. Rồi. Đây là cái món bò nướng khói tại quán lẩu bò A Khén đây các bạn. Đây. Thì bò được ướp hoặc là những cái món sẽ được gọi lên, sẽ có một cái lửa than hồng, còn một cái miếng ngói nướng cùng với bơ để cho bò và những cái món mình gọi là chín và ăn tại bàn rất là nóng hổi, rất là thơm. Múc một cái phần lẩu mang về cho khách, phần lẩu bò. Và bên kia thì nhân viên đã chuẩn bị xong gia vị và nước chấm và cả rau nữa để đem về cho khách. Đó, các bạn có thể thấy nhân viên của quán lẩu bò Khén Xuân Gái. Bên này thì cô chủ đang cột lẩu bò lại. Cô Thảo ha, lá sách bò hả cô? Bắp bò hả cô? Một cái bắp bò rất là to và cô Thảo chủ quán bò Khén đang sắc lát ra. Cái này là nó trong nồi lẩu luôn hay là gọi riêng cô? Gọi riêng hả cô? Một dĩa thêm như thế này thì bao nhiêu tiền ạ? Dĩa này là 80. 80.000 thôi. Thực phẩm ở đây cũng rất là đảm bảo và được nấu theo công thức gia truyền của nhà cô Thảo, nên là bò xuống và những món ở đây cũng rất là đậm đà và ngon nha các bạn. Đây là nấm thường đi ăn kèm với lẩu bò, hoặc là rau má và rau cải. Rau cải và rau mồng tơi được nhân viên và người nhà quán lẩu A Khén của cô Thảo rửa sạch và để sẵn. Lẩu bò thường là ăn với lại mì tôm hoặc là mì trứng vàng như thế này. Đầu bếp đang làm món bắp bò sốt tiêu xanh, rất là nhiều tiêu xanh đẹp đặt ra và được đưa lên chảo dầu cùng với lại hành củ, hành tím. Tiếp xúc được bỏ vào cái nồi sốt tiêu xanh thì màng thêm gia vị. Cô Thảo đang ra sắc bắp bò để làm cho cái món bò bắp bò sốt tiêu xanh đang trên bếp. Sau khi là rau và gia vị được nêm đầy đủ trong cái nồi sốt tiêu xanh thì bắp bò sẽ được thêm vào. Và kim chắc bò bắp sốt tiêu khi mà nấu thôi với lại nước sệt thì đầu bếp sẽ cho ra dĩa nha các bạn. Nước cũng hơi sệt rồi đây. Món này ăn kèm bánh mì.
rất là ngon, tại vì cái nước sốt rất là keo nha các bạn. Đây là món bắp bò sốt tiêu xanh này, món này đi ăn kèm với muối tiêu chanh thì giá thì có 80.000 phải không em? Bắp bò sốt tiêu 120 hả? Xin lỗi các bạn, đây giá 120. Thì nướng chim châm, nướng khói chim châm này, bò nướng này, được ướp tẩm gia vị sẵn của quán lẩu bò Hai Thén, đi kèm với món nướng thường hay là sẽ có một bát bơ và rau nha các bạn. Thì tại đây cũng rất là nổi tiếng về chân gà nướng. Chân gà nướng của quán lẩu bò A Khén thì chỉ có giá là 13.000 một cặp, tức là chỉ có 6.500 một chân thôi nha các bạn. Đây, anh đầu bếp đang đứng nướng chân gà nướng và cả những đùi gà hoặc là cánh gà cho khách. Đây, một cái lò bếp than hồng, lửa đỏ rực đang được anh đầu bếp nướng chân gà cho khách. Thì chân gà ở đây thì bao nhiêu một cặp anh ha? 13.000 ạ. Thì cánh gà thì giá thế nào anh? 16.000 một cái. 16.000 một cái cánh gà. Còn đùi gà? Cái này là một phần của nó là một cái tấm này nó gồm như vậy. Là một cái tấm. Là một phần như vậy. Là 16.000. 16.000. Dạ. Yeah. Vừa cánh vừa đùi nhỏ luôn ạ. Dạ. Đây, cũng cho chân gà được ướp gia vị sẵn và với ớt. Và cả gia vị, cánh gà và đùi gà và chân gà được nướng thì sẽ được nướng ướp gia vị và nướng rất là ngon. Hay anh đầu bếp của quán lẩu bò Khén đang nướng cho khách. Thank you.
phỏng vấn cô Thảo chủ quán bò lẩu bò A Khén. Xin chào cô Thảo. Cô Thảo cho con hỏi là lẩu bò A Khén mình thì bán được bao nhiêu năm ở đây tại đây rồi? 6 năm. 6 năm rồi ạ. Thì tại sao mình đặt tên là A Khén á? Bên thằng trai lớn. Thằng tay đầu của cô ạ. Dạ. Cô cái này là mình cô được ba mẹ hay là ai bày mà cô không bán bán món khác mà bán lẩu bò thứ? Còn cũng ở nhà cũng bán hủ tiếu rồi dương ở Vĩnh Viễn đó. Vĩnh Viễn hả cô? Là hồi xưa là nhà mình bán hủ tiếu bò viên rồi. Bây giờ vẫn còn bên đường Vĩnh Viễn quận 10 luôn. Nên mình mở thêm cái quán lẩu bò nữa.